đổi lên thấy cái phần mềm GTA trên iPhone nó hay hay, cắt hú đồ cho anh em xử lý tạm thời trước mắt được nè, thấy nó cũng ok. Đầu tiên thì mình vô mình tải cái phần mềm về nha, mềm này đây. Sao máy mờ vậy ta, lấy nét không được. Đây phần mềm này nào, bây giờ mình kích vô cái này là mình mới tải về là nó kêu mình mua, nhưng mà mình bỏ qua đi, mình không mua cái app này, nó quảng cáo hoài. Đây, cái này là mình cài lại bên kia đi cho dễ đó. Đây, mở nhạc anh em nghe không? Năm sáu hai hai năm sáu. Giờ em cho nó hú rồi, cho nó báo rồi là hú giải nào nha. Không chịu hú nữa trời. Giải này đang cao này đúng không? Giải đang hú nè. Kéo lại nè, coi coi giải nào. Đó. Đang hú thì chăng cái giải 10 ký mấy nè. 10 ký 6 nè. Thấy không? Nè. Thấy chưa? Nhưng mà anh em đừng có lợi dụng, tạm giờ lạm dụng quá mấy cái thằng cắt này nha. Nếu anh em cắt quá là nó bị không hú giải này, nhưng mà nó lòi ra giải khác nó hú á.
Em thấy phần mềm này nó cũng hay hay nè, mà không có thời gian. Chia sẻ anh em nào chưa biết nha, còn biết rồi xin bỏ qua giùm em. Cái này là cái phần mềm trên trên iPhone nha, còn trên Android là nó khác. Em thấy hay thì chia sẻ giùm em nha.